lời hứa của Tô Lâm chấm dứt tình trạng sử dụng bằng cấp giả giờ ra sao? Chuyện sư thầy Thích Chân Quang, tên thực là Vương Tuấn Việt, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang ở Bà Rịa, Vũng Tàu, bị phát hiện sử dụng bằng bổ túc văn hóa giả để tham gia tuyển sinh đại học, rồi làm luận văn tiến sĩ tại Đại học Luật Hà Nội, cũng làm nóng mạng xã hội trong những ngày vừa qua. Báo Tuổi Trẻ vào ngày 13 tháng 8 đưa tin kèm hình ảnh bài bản báo cáo gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục, cơ quan này đã xác minh ông Vương Tuấn Việt không có tên trong danh sách dự thi, cũng như bảng ghi tên, ghi điểm của kỳ thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 vào năm 1989. Ông Việt cũng không có tên trong danh sách được cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 hệ bổ túc văn hóa vào ngày 6 tháng 6 năm 1989 của Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì đã rõ, ông Vương Tuấn Việt là Thích Chân Quang đã sử dụng bằng tốt nghiệp cấp 3 giả để học tiếp hệ đại học từ xa. Sau đó, ông lại được đặc cách làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Luật Hà Nội trong vòng chỉ có hơn 2 năm, đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Theo quy định của Bộ Giáo dục, nếu bằng tốt nghiệp cấp 3 là giả, thì các bằng cấp tiếp theo sẽ trở nên vô giá trị, không được công nhận. Trước đó, luật sư Lê Ngọc Luân từ Sài Gòn đã gửi một bức thư ngỏ đề nghị Tổng Bí thư Tô Lâm có ý kiến chỉ đạo quyết liệt, nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc ông Thích Chân Quang sử dụng bằng giả để xử lý nghiêm minh. Ngay sau đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện công văn thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh như đã đăng ở trên cho bản dân thiên hạ cùng biết và đàm luận. Tuy nhiên, công luận thắc mắc rằng tại sao cho đến lúc này Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn cũng như Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội vẫn chưa hề lên tiếng. Công luận thấy rằng để xảy ra tình trạng này là do chính sách đề bạt bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo dưới thời Tổng Trọng, do quá chú trọng đến bằng cấp mang tính hình thức nên đã dẫn đến tình trạng sử dụng bằng cấp giả tràn lan mà không bị xử lý, thậm chí như việc mua bán chứng chỉ tiếng Anh ở Đại học Đông Đô bất chấp sự phẫn nộ của dư luận cũng đã bị chìm xuồng. Trong số 193 bằng cấp giả được Đại học Đông Đô bán ra cho 60 người, có 55 người đã sử dụng bằng giả này để nộp hồ sơ xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ. Ngoài ra, bằng cấp giả còn được dùng để thi nâng ngạch, thi công chức, khai vào hồ sơ cán bộ, v.v. Tại phiên trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội vào ngày 9 tháng 11 năm 2020 khi đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã thừa nhận tình trạng cán bộ công chức trong bộ máy đảng, nhà nước sử dụng giấy tờ bằng cấp giả tràn lan. Lúc đó, theo ông Tô Lâm, tình trạng mua bán bằng đại học giả, chứng chỉ giả vẫn diễn ra công khai rất nhiều năm. Đại tướng Tô Lâm hứa với Quốc hội sẽ giải quyết, xử lý kịp thời để chấm dứt tình trạng này. Theo báo Thanh Niên, giá của các loại bằng tiến sĩ được giao bán đa dạng, mức cao nhất là 15 triệu đồng, mức thấp nhất rẻ hơn một nửa, cũng chỉ có 6 triệu đồng. Thực trạng ở Việt Nam hiện nay, các quan chức có đầy đủ các học hàm, học vị, dài dằng dặc trong danh thiếp mà ai cũng biết, có tới 99% là sử dụng bằng giả hoặc bằng thật nhưng có được là do bỏ tiền ra mua, chứ không học để được thăng quan, tiến chức. Đây đã không còn là chuyện lạ, vấn đề chỉ là họ có bị lộ hay không, và nếu ai được che chắn tốt thì dù có dùng đến 10 tấm bằng giả vẫn thoát tội, vẫn tiếp tục leo lên những chiếc ghế quyền lực ngày càng cao hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin lời hứa của Tô Lâm chấm dứt tình trạng sử dụng bằng cấp giả giờ ra sao. Vì sao chuyến đi Trung Quốc của Tô Lâm sẽ lành ít dữ nhiều? Truyền thông quốc tế đã đồng loạt đưa tin Tô Lâm sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 18 đến 20 tháng 8. Theo nguồn tin quốc tế, trong ngày đầu tiên của chuyến thăm, ông Tô Lâm sẽ gặp người đồng cấp Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, và hai ngày tiếp theo Tô Lâm sẽ cùng đoàn có các hoạt động giao lưu tiếp xúc với các thành viên ban lãnh đạo Trung Quốc. Đáng chú ý, hãng tin quốc tế cho biết nhiều quan chức Việt Nam và nước ngoài tiết lộ ông Tô Lâm có thể sẽ thôi chức chủ tịch nước khi quốc hội họp thường kỳ vào tháng 10 năm 2024. Theo một số nhận định, có thể phe thân Trung Quốc trong nội bộ của đảng không ủng hộ việc ông Tô Lâm ngồi ghế tổng bí thư kiêm chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa của Trung Quốc. Chưa hết, hiện tượng và thái độ khác thường của Trung Quốc trong thời gian gần đây đối với ông Tô Lâm cho thấy có thể ông không được lòng Bắc Kinh cho lắm. Cụ thể, mới đây một máy bay quân sự không người lái của Trung Quốc bật tín hiệu theo dõi đã bay gần bờ biển Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm Bắc Kinh công khai các hoạt động như vậy ngay sau khi ông Tô Lâm lên nắm quyền. Vụ việc vừa kể trên diễn ra vài ngày khi Hà Nội tuyên bố sẽ tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên giữa lực lượng cảnh sát biển với Philippines. Trước đó, Việt Nam đã đệ trình yêu sách lên Liên Hợp Quốc
về vấn đề mở rộng thêm lục địa ở Biển Đông. Đây là những quyết định cho là xuất phát từ sự chỉ đạo và ý chí của ông Tô Lâm. Trong khi có luồng dư luận cho rằng Tô Lâm chịu áp lực của thế trận nội công ngoại kích giữa các thế lực kình địch gồm phe Nghệ An và các tướng lĩnh quân đội vốn có chủ trương bắt tay và cầu cứu nước lạ. Điều này phù hợp với các thông tin trước đây cho rằng vào ngày 26 tháng 5, đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An do Chủ tịch Phó Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung dẫn đầu đã bất ngờ đi chơi Quảng Châu chỉ với mục đích viếng liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Ngay sau đó, tàu hải cảnh Trung Quốc đã lập tức xuất hiện đe dọa chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. Trước chuyến thăm của Tổng Tô Lâm sang Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đến Hà Nội để họp và bàn với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam ông Phan Văn Giang liên quan đến việc Nhật Bản sẽ gia tăng hỗ trợ cho Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản loan báo chính phủ Nhật Bản sẽ tặng cho Việt Nam món quà nhỏ bé là hai xe vận tải quân sự. Đây là hành động ném đá dò đường của Bộ Quốc phòng Nhật Bản để chuyển giao những loại vũ khí tinh vi hơn trong tương lai. Đây là điều khiến Bắc Kinh cảnh giác vì một ngày không xa Nhật Bản có thể chuyển giao vũ khí sát thương cho Hà Nội. Có ý kiến cho rằng các thông tin kể trên gây bất lợi cho chuyến đi Bắc Kinh của ông Tô Lâm. Đó là lý do một số ý kiến cho biết chuyến đi Trung Quốc của ông Tô Lâm sẽ lành ít dữ nhiều. Trên mạng xã hội đã xuất hiện các ý kiến cho rằng ông Tô Lâm cũng hiểu rõ quốc sách tiếp khách của Trung Quốc là đầu tiên sẽ tìm cách đánh bả để tạo bệnh lạ cho các yếu nhân, sau đó mặc cả với phương châm theo thì được giải độc, nếu không theo thì cho đi luôn. Mà bài học của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang là một ví dụ mà nhiều người đã thấy. Ông Trần Đại Quang sau chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2017, khi trở về đã đột nhiên mắc bệnh lạ, sau đó qua đời vào tháng 9 năm 2018. Ông Quang được phát hiện nhiễm virus hiếm từ tháng 7 năm 2017 và phải đi Nhật chữa trị tới 6 lần nhưng không qua khỏi. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2018, hai ngày trước khi ông Quang qua đời, tại phủ chủ tịch, ông Quang đã tiếp chánh án Tòa Nhân dân tối cao Trung Quốc Chu Cường. Theo đồn đoán, ông Chu Cường được cho là đã mặc cả với ông Quang vì yêu cầu nhân nhượng ở Biển Đông mà Bắc Kinh đã đặt vấn đề trước đó. Liên quan đến việc Tô Lâm lần nữa chuyển sang thăm Trung Quốc, có ý kiến cho rằng các lãnh đạo cấp cao như Trần Đại Quang hay Nguyễn Chí Vịnh vẫn bị Trung Quốc cho mắc bệnh lạ như trốn không người. Điều đó khiến nhiều người lo ngại về sự an toàn tính mạng của tân Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Vì sao chuyến đi Trung Quốc của Tô Lâm lành ít dữ nhiều. Cải cách thể chế, Tô Lâm sẽ chọn mô hình của Putin hay Tập Cận Bình? Sau khi trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, giới phân tích đánh giá ông Tô Lâm là một nguyên thủ quốc gia có thực quyền đầu tiên tại Việt Nam tính từ nửa thế kỷ trở lại đây. Phải chăng do cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã vận động và thực hiện thành công cuộc đảo chính mềm trong nội bộ của Đảng để trở thành một lãnh đạo có quyền lực tuyệt đối? Dù Tô Lâm từng là cánh tay đắc lực của Tổng Trọng trong một cuộc đốt lò, nhưng trong danh sách kế nhiệm của chức danh Tổng Bí thư lại không có tên Tô Lâm. Nguyên nhân vì nhãn quan chính trị của Tô Lâm khác hẳn với ông Trọng. Tô Lâm được đánh giá là một người thực dụng, mưu lược hơn người và không tin vào học thuyết cộng sản, thứ mà nhân loại đã vứt vào sọt rác của lịch sử. Sau khi trở thành Tổng Bí thư, nhiều ý kiến cho rằng Tô Lâm sẽ có các cuộc cải cách chính trị, thậm chí có thể phá bỏ mô hình cũ để thay đổi mô hình chính trị mang màu sắc riêng của Tô Lâm. Trong bài viết đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư, ông Tô Lâm cho biết sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế với mục đích đưa đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đồng thời cam kết quyết tâm xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh. Sau khi trở thành Tổng Bí thư, Tô Lâm đã nhận được lời chúc mừng từ nhiều quốc gia và đáng chú ý, ngày 8 tháng 8, Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin. Theo đó, ông Putin bày tỏ vui mừng, mong muốn đón tiếp ông Tô Lâm sang thăm Liên bang Nga. Từ sự kiện nêu trên có ý kiến cho rằng ông Tô Lâm sẽ đưa Việt Nam đi theo mô hình độc tài của Tổng thống Nga Putin. Trong khi đó, các nguồn tin nội bộ cho biết ông Tô Lâm rất quan tâm đến mô hình nhất thể hóa của Trung Quốc, mô hình đã được ông Tập Cận Bình áp dụng từ năm 2013 cho đến nay. Tuy nhiên, khác với Việt Nam, nơi Đảng Cộng sản độc chiếm vũ đài chính trị, ở Trung Quốc có đến 8 đảng khác nhau, được gọi là Đảng Phái Dân Chủ. Nhưng thực chất các đảng phái này đều là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thống nhất suy tôn Đảng Cộng sản Trung Quốc là lực lượng lãnh đạo đất nước. Đồng thời, quyền lực độc đoán của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng được quy định trong hiến pháp của nước này. Giới quan sát cho rằng có lẽ ông Tô Lâm không mấy cảm tình với hai chữ dân chủ, dù chỉ là hình thức như đã thấy bấy lâu nay. Mô hình chính trị Trung Quốc dưới thời ông Tập là xây dựng quốc gia, pháp trị xã hội chủ nghĩa
và Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo đất nước, trong khi mô hình chính trị của nước Nga dưới sự cai trị của Tổng thống Putin trên chính nghĩa là nhà nước pháp quyền dân chủ trong hệ thống chính trị đa đảng. Tuy nhiên, trên thực tế, ông Putin đã bóp nghẹt dân chủ và tiêu diệt đối lập. Do đó, chính trị Nga tùy thuộc vào tình hình an ninh quốc gia và cái ý chí của số đông người dân Nga trong các cuộc bầu cử. Công luận cũng tin rằng Tổng Tô Lâm sẽ không duy trì đức trị như ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng làm, mà bước đầu sẽ xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản. Đồng thời, hệ thống an ninh sẽ kiểm soát chặt chẽ xã hội như nước Nga hiện nay. Đây là một vấn đề mà ông Tô Lâm đã nắm trong tay với một hệ thống công an được thiết lập hoàn chỉnh. Theo giới phân tích, nếu Tô Lâm muốn cải cách thể chế chính trị, muốn tháo gỡ vướng mắc do thể chế chính trị hiện nay gây ra, thì phải luật hóa hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, theo quy định của Hiến pháp, quyền lực tối cao của nhà nước thuộc về nhân dân, thì điều 4 của Hiến pháp về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là vi hiến. Như vậy, Tô Lâm chỉ cần loại bỏ điều 4 ra và luật hoạt động của Đảng, lập tức nhà nước Việt Nam với sự lãnh đạo của ông Tô Lâm sẽ đi theo mô hình của nước Nga hiện nay. Và thời gian thì vẫn còn dài. Chúng ta hãy cùng đợi xem. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Cải cách thể chế, Tô Lâm sẽ chọn mô hình của Putin hay Tập Cận Bình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de